cổ phần tập đoàn Jiwon cho biết cổ đông Trần Uyên Phương là con gái ông Trần Quý Thanh, tổng giám đốc tập đoàn Tân Hiệp Phát vừa đăng ký bán 4 triệu cổ phiếu IEG theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Mục đích giao dịch là đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân. Thời gian giao dịch dự kiến từ 24 tháng 5 đến 23 tháng 6. Hiện bà Phương nắm giữ xấp xỉ 6,76 triệu cổ phiếu IEG, tương đương hơn 22% vốn điều lệ của Jiwon. Nếu bán thành công, sở hữu của bà Phương sẽ giảm còn gần 2,76 triệu đơn vị, tương ứng 9% vốn. Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu IEG của Jiwon chỉ còn quanh ngưỡng 22.000 đồng, bằng 50% so với lúc bà Phương mua vào. Tháng 3 2020, bà Phương trở thành cổ đông lớn của Jiwon sau khi mua thỏa thuận hơn 6 triệu cổ phiếu từ chủ tịch hội đồng quản trị Nguyễn Ánh Nhượng Tống và tổng giám đốc Đào Phúc Trí. Cổ phiếu IEG bị HOSE đưa từ diện cảnh báo sang kiểm soát từ ngày 12 tháng 4. Lý do là lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 tiếp tục là số âm. Năm qua, lỗ sau thuế của cổ đông công ty mẹ Jiwon là 182 tỷ. Năm 2019, con số lỗ là 385 tỷ. Đến hết năm 2020, công ty này lỗ lũy kế 219 tỷ đồng.